nhìn nhau mà chẳng thể nói một lời cho nhau thấy vui. Em cứ giữ mãi nỗi hoang mang riêng mình anh trong tim. Em muốn có thâu tan trong từng nỗi buồn. Sao em không khóc lên đi cùng anh đi? Sao anh không thể ôm em để xóa hết không gian khi đang thở như người điên ta ngây ngô trách nhau. Sao đêm cứ mãi từ chối ngày mai, dày vò lòng người mãi nên không một ai. Anh chưa cho mà đến yêu hoài, chờ em thấy em hay về ai? Rằng mình tình giác đôi tay lại muốn đắng cay, tâm xa trôi hoa nó quay về những tháng ngày còn nhiều hơn là không thể nào. Rồi anh sẽ nhắc chúng ta quen rồi, chẳng ngày nào mình thấy bóng em. Nhưng mà ngay tại nơi này thôi,
chính tại nơi này cách đây 2 năm trước rồi, chúng tôi với bạn nhạc của mình đã có một đêm rất là vui, mọi người có nhớ không ạ? Ngày hôm nay thì quay trở lại phần lượng của người Cam Vân Sơn, và không những con chúng không hát một mình mà còn hát được rất nhiều những người nghệ sĩ tài năng của tối ngày hôm nay nữa, thật sự là một hạnh phúc của nhân dân. Ca khúc đầu tiên mà các bạn vừa nghe đó là ca khúc mang tên Đường Đêm. Trước khi lên đây biểu diễn thì mình đã nói với cả mọi người, những người thực hiện chương trình Cam Vân Sơn đấy là người của mình nào. Cam đã cho mình một cơ hội được hát những bài mà bình thường mình không dám hát. Ca khúc Đường Đêm là một trong những tâm như thế, và ngay sau đây cũng là một ca khúc như vậy. Và đừng quên rằng là phần trình diễn này không chỉ là phần trình diễn của riêng một mình Hoàng Dũng, mà còn rất nhiều các anh chị em đã rất nhiều ngày đêm tập luyện và kết hợp cùng với những người nghệ sĩ để gửi tới những bạn khối xuất sắc, cũng như là đặc biệt cho mọi người em một chào báo tay cho họ đúng không ạ? Và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức một thành quả của chúng mình sau những ngày tập luyện. Một trong những ca khúc mà mình cũng không hay hát ở nhiều các chương trình, bởi vì là nó mang nhiều những màu sắc nhẹ nhàng, hơi giao hưởng một chút, nhưng mà ngày mai có các anh chị này quá là hợp lý đúng không ạ? Tuyệt đối. Có ai đã từng là bạn thân tình không ạ? Mình không làm bạn với người yêu cũng nào cả, bởi vì là người yêu hiện tại mình không cho phép. Nhưng mà mình nghĩ là đấy là một thứ rất là thú vị mọi người có thể thử trải nghiệm, thì các bạn đấy là cuộc sống của họ cũng mình cho phép, bởi vì nó giống như thế này thôi. Không phải người yêu cũng nào chúng ta cũng tệ, và đôi khi nếu như mà cái người đấy cũng là cái người đấy mình không yêu nhau thì bạn bạn có khi là một thứ bạn tốt hơn, và đó là cái thông tin mà mình chúng muốn nói. Và trong ca khúc này sau đây sẽ hát cho các bạn khúc nhẹ nhàng dễ thương thôi. Chia tay, bạn nào thua hát cùng hát cho nhé. Anh cũng thương yêu, anh thì
thêm. Chẳng mong ngày mai sẽ xa nữa nữa không. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bước thường.
Yeah.
và sẽ luôn luôn tìm kiếm trong công việc cũng như là trong trường hợp của Dũng luôn luôn cảm thấy mình may mắn khi mà có thể biến cái niềm đam mê của mình thành cái công việc và có thể làm công việc của mình một cách say mê. Tôi hát karaoke. Ta sẽ vui những ngày em bên anh, đưa tay ta mãi sau trên bầu trời.
chương trình nào cũng nào ca khúc cuối cùng là chúng tôi tối hôm nay.